Nedim. Lạy Thánh Ala, ai gọi điện vào giờ này vậy chứ? Alo. Con là Chem Rê đi. Sao vậy? Gọi bà làm gì? Con chỉ muốn biết anh Nedim sao rồi, ổn chứ? Tất nhiên rồi. Không có là gì của cậu ấy đâu mà phải lo chứ. Cậu ấy đang ở đây cùng gia đình của cậu ấy và rất là vui vẻ. Bà Senit cũng chăm sóc rất tốt cho cậu ấy nữa. Con không có gì phải lo hết, tạm biệt con. Đợi một chút, đừng tắt máy mà bà. Xin bà hãy chăm sóc tốt cho anh Nedim nha. Đừng để cho anh ấy phải sống như một tù nhân trong căn phòng nhỏ của mình. Coi như con cầu xin bà cũng được. Trông chừng anh ấy. Đừng để cho anh ấy bị đối xử như một người xa lạ trong nhà của mình. Xin bà. Anh ấy cần bà và gia đình của anh ấy. Mọi người sẽ chăm sóc cho cậu ấy tốt hơn cả con. Con không cần phải lo đâu. Rất là đẹp. Đẹp hơn bất cứ ai mà tôi từng thấy trong đời. Tôi vui quá đi. Tôi vẫn không thể tin được. Tôi vừa nhận được một lời mời. Tôi sẽ được đứng trên sân khấu. Âm nhạc rất màu nhiệm. Với tôi thì là vậy. Nó giúp cho tôi rời khỏi thế giới nhỏ bé, tới nơi thật xa, nơi chưa biết tới, chưa từng thấy. Thậm chí là một thế giới không tồn tại trong đời thực. Nó làm tôi có thể mơ ước. Anh phải giữ sức khỏe. Không có tôi cũng đừng buồn. Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun. Gel gönlümü yerden yere vurma güzel ne olursun. Gül dururken dikenleri derme güzel ne olursun. Gül dururken dikenleri derme güzel ne olursun. Git diyemem, kal diyemem. Sen goncasın gül diyemem. Git diyemem, kal diyemem. Sen goncasın gül diyemem. Çok severim söyleyemem. Sorma güzel ne olursun. Çok severim söyleyemem. Sorma güzel ne olursun. Thank you.
Lạy Thánh A La, tự nhiên lại thêm cái chuyện khóa cửa phòng của cậu Nê Đêm nữa chứ. Ôi, lạy Thánh A La, xin ngài đừng trách con. Chào buổi sáng cậu Nê Đêm, tôi mang bữa sáng tới cho cậu. Hay là tôi với cậu cùng nhau ăn sáng đi ha. Bầu trời ngày hôm nay rất trong xanh, chúng ta có thể ngồi ở ban công để ăn nữa. Ngôi trường rất lớn, tại sao không có một máy quay nào ghi lại được hình ảnh của ích chị chứ? Chúng tôi đã tìm kiếm khắp nơi rồi thưa ông Aga, nhưng dù tìm thế nào cũng không tìm được một tấm hình giống như người này chưa từng tồn tại. Chúng tôi cũng đã kiểm tra danh bạ điện thoại, họ không hề liên lạc với nhau. Rốt cuộc hắn ta là người hay là ma đây? Phía cảnh sát đang cho rằng đây là một lời nói dối, người này chỉ là do Chivan tự bịa ra, chắc có kẻ ở phía sau. Được rồi, cứ tiếp tục đi tìm đi, có tin gì thì báo cho tôi ngay. Có thể là bên nước Nga, cũng có thể là Đức. Có thể công ty của Nga tức giận vì thua trong tay chúng ta nên mới bày ra cái trò này. Và bên nước Đức cũng biết là không thể nào đọ được với chúng ta. Vậy cho nên đám người đó cùng hợp tác, bởi vì bọn họ muốn cản đường không cho chúng ta làm việc được yên ổn. Ba à, đừng có nghĩ xa tới như vậy. Không phải chuyện gì cũng là âm mưu lớn. Nghĩ đơn giản là một chút đi, gần đây ai xích mích với chúng ta? Chính là công ty tự gọi là lớn nhất của Đức đó, chính là họ. Còn nói là ba nghĩ đơn giản thôi, đừng nghĩ xa. Ba nghĩ thử xem ở trên đất nước này chúng ta còn xích mích với ai nữa hay không. Con cứ tự nghĩ đi. Ba con đi tới bước này không phải nhờ suy nghĩ đơn giản. Sao hả? Con nghĩ kẻ muốn đùa giỡn với Aga Khrachai, hủy hoại danh tiếng của công ty ba trên thị trường, phá hủy danh dự và niềm tự hào của ba, là một thằng nhóc cứ hai ngày lại bị đánh gãy mũi hay sao? Con thật sự nghĩ như vậy à? Được rồi, con hiểu ba đang cảm thấy đây là một kẻ địch rất lớn. Nhưng mà ba, ba không thể coi thường những kẻ lừa đảo được đâu. Con cảm thấy là... Ba thấy con thiếu ngủ quá rồi nên hãy đi nghỉ ngơi đi. Ba nghe lý lẽ đi có được hay không vậy? Ba nên tới sở cảnh sát để nói chuyện rõ hơn. Con hãy đi ngủ đi, chuyện này giao cho người lớn. Đi đi. Nó nghĩ kẻ địch của mình chỉ có như vậy thôi sao? Chỉ là một thằng nhóc mà thôi, có thể làm gì được chứ? Kẻ địch của mình sao có thể ngu ngốc như vậy được? Chúng ta đã bỏ mặc nó, bỏ mặc em trai của con. Đừng như vậy mà mẹ, chúng ta cứ đợi ở ngoài cổng nhà tù cũng đâu thể giúp được gì. Làm như vậy cũng vô ích thôi. Nếu không thì mẹ có thể làm gì đây? Phiên tòa xét xử em của con kéo dài suốt mấy tháng, nếu may thì nó sẽ được thả, còn không nó sẽ phải ngồi tù bao nhiêu năm. Không đâu, mình sẽ cứu được em ấy. Chúng ta thì có thể làm được gì đây hả con? Tới rồi, làm ơn dừng xe lại đi. Cháu gái của tôi đi kìa. Lạy Thánh A La, con bé nhỏ nhắn như vậy mang được nhiều tới vậy sao? Thôi mà cháu yêu của bà, bà cầu xin con đó đừng có vậy nữa. Từ tối hôm qua con đã không chịu để ý tới bà. Con coi bà đã thấy rất đau lòng bởi vì chuyện của chị Van, con còn muốn bà phải khổ sở hơn nữa sao?
Bà chỉ làm như vậy bởi vì nghĩ cho tương lai của con thôi. Nếu bà nói ngay từ đầu thì con có chịu tới đây vì một chàng trai ngồi trên xe lăn hay không? Đó, con cứ trách bà đi. Tại bà. Nếu biết là sẽ như vậy thì dù con có cầu xin bà cũng không đưa con tới đây. Chị Ren, trước khi chị con về thì hai chúng ta hãy nói cho xong đi chuyện tối hôm qua đó. Tối qua khi con nói với bà, con có nhắc tới chuyện gì đó. Con nói là con đã để cho cậu ấy. Con có nhớ không? Con nói cho bà của con biết đi ha. Nói với bà đi. Tôi muốn đi làm đẹp. Cô cần phải hỏi ý của cậu Jane trước. Ông hỏi đi. Kêu anh ấy tới đây luôn cũng được. Đây chính là người canh cửa. Vào đi mẹ. Là cậu ta? Thật sao? Chen Khơ Ra Chai cho chúng ta ở đây thật sao? Được rồi, mọi người hãy thu dọn đồ đạc đi. Phải tự tìm chỗ ở cho mình thôi. Với tiền lương hưu của bà và cái dòng đó thì dù chị chọn chỗ nào chúng ta cũng chỉ có thể ở được 3-4 ngày là cùng. Cứ rời khỏi chỗ này trước đã. Con đã tìm được vài nơi có thể ở ngày hôm qua rồi. Chúng ta phải ở lại thành phố để đợi phiên tòa tiếp theo. Chúng ta có thể đi thuê một phòng trước, sau đó tính tiếp. Có lẽ sẽ có được cách để kiếm tiền thôi. Con đã chọn được chỗ để con gọi họ. Ý rất hay đó. Tất cả chúng ta cùng ở chung trong một căn phòng. Sao lúc trước em lại không nghĩ ra vậy ta? Chị sẽ gọi cảnh sát tới đây để đuổi cái người canh giữ ở ngoài kia đi. Giờ thì em hãy mau đi thay đồ đi. Em không có điên giống chị đâu. Chị kêu em hãy mau đi thay đồ đi. Người yêu bí ẩn của Jane Kodachai là ai? Trả lời vài câu đi. Anh muốn nói gì không? Anh có muốn nói gì không? Ba của anh ta bị đưa tới đồn cảnh sát. Anh ta lại tới đó cùng bạn gái của mình. Và có vẻ cô gái này lại là chị gái của người đã vận chuyển ma túy. Họ cũng nhanh lắm đó, đã tìm ra cô ấy rồi. Con nghĩ là con đang làm gì vậy hả? Chuyện này có gì mà quan trọng đâu. Bây giờ không có gì quan trọng hơn chuyện này. Khi mở khăn che mắt ra, con mới nhìn thấy anh ta. Anh ta bao cả nhà hàng đó. Anh ta không quan tâm tới anh họ mình, chỉ biết nghĩ tới bản thân. Cái người này chỉ là một tên công tử bột. Người bạn gái bí ẩn này là chị gái của người vận chuyển ma túy sao? Con biết con phải nói chuyện này ra từ sớm, nhưng mà chuyện của Chi Van lại quá gấp gáp, con không có được cơ hội để nói. Mẹ à, mẹ hãy tin con đi. Con không phải muốn giấu mẹ chuyện này đâu. Phải rồi, cứ khóc lóc đi. Chị giỏi nhất là khóc lóc để người khác cảm thấy thương hại cho chị mà. Chị mau dùng mấy giọt nước mắt cá sấu đó của chị. Em đi nói gì vậy? Chị khóc lóc khi nào hả? Chị Mê, chị đừng có giả làm người bị hại nữa. Chị nghĩ có thể gạt được ai ở đây hả? Nguyên cả một nhà hàng được bao cũng chỉ vì chị. Phóng viên bao giây để chụp hình và đăng chị lên báo. Nhưng mà cô con gái ngoan của mẹ lại cảm thấy buồn. Tại sao? Là bởi vì Chen Khơ Ra Chai để ý tới chị. Tội nghiệp chưa? Được nhiều người để ý tới chị như vậy, chắc là chị khó chịu lắm đúng không? Cẩn thận miệng lưỡi của em đó. Chị là chị của em. Mấy đứa thôi đi, ngồi xuống, có gì cứ từ từ nói chứ. Vậy sao bà? Bà muốn nói đúng không? Vậy thì con nói, bà chọn anh ấy cho đứa cháu gái lớn có đúng hay không bà? Em thôi đi. Chị cảnh cáo em một lần cuối cùng, em đừng hỗn láo nữa. Vậy thì sao? Chị có giỏi thì mắng chửi em đi. Chị chỉ muốn che đậy cho bản thân chị thôi. Sao chị không khóc đi? Đủ rồi. Em trai các con đã bị người ta bắt, phải ngồi ở trong tù.
con có thấy dòng chữ đó hay không? Nó ghi là chị gái của người vận chuyển ma túy. Mẹ không quan tâm chuyện con cãi nhau, cũng không quan tâm tới thằng nhóc hư hỏng đó. Con trai của mẹ đang ở trong tù. Con xin lỗi mẹ. Để cho tôi nói chuyện với chủ của anh. Mẹ đã nói cô ta rất nguy hiểm, con phải tránh xa cô ta ra. Nhưng mà con lại xuất hiện cùng với cô ta ở trên báo. Anh ta tới gặp ba mình ở sở cảnh sát cùng chị gái của người vận chuyển ma túy. Tiêu đề thật là bắt mắt, có đúng hay không? Bây giờ con thấy vui hay chưa? Mẹ nói xong chưa? Nếu con để cô ta tiếp cận gia đình chúng ta, nếu tạp chí gọi tới thì chỉ trả lời những nơi chúng ta quen biết thôi. Đưa cho mẹ. Không phải tối qua mẹ đã đuổi cả nhà cô ấy ra ngoài rồi hay sao? Ừ? Có đúng không? Tin tức báo chí qua mấy ngày người ta sẽ quên thôi, mẹ lo gì chứ? Làm sao con biết là mẹ đuổi bọn họ? Thôi, bây giờ con phải trả lời cuộc gọi này. Ba của con nhất định sẽ tức giận. Con cứ chờ đi. Alo nghe. Anh hãy nói cho cậu ta biết tôi không muốn nói chuyện với cậu ta. Để ba cậu ta ra nói chuyện đi. Bà ấy muốn nói chuyện với ba của cậu. Ông cứ mở loa ngoài đi. Bây giờ ba của tôi... Tôi biết là cậu đã làm gì con gái của tôi rồi. Tôi không có cái gì để nói với một tên vô lại giống như cậu đâu. Để ba cậu nói chuyện đi. Trước tiên thì bà hãy tắt tivi đi. Cố gắng bình tĩnh lại và chờ một chút. Cậu còn muốn tôi đợi cái gì nữa chứ hả? Kêu ba cậu nói chuyện với tôi đi. Bà hãy đợi ba của tôi cứu con trai của bà ra ngoài. Bây giờ chỉ có mấy mới có thể làm được chuyện này mà thôi. Phi Thi không biết họ là cái gì. Tài xế của cô Sera, bạn của Đam La. Tôi nói đã gặp anh ta. Tôi nhìn thấy anh ta rất nhiều lần khi anh ta đợi ngoài xe. Đợi ngoài xe. Không phải lên xe, không phải xuống xe hay lái xe. Chỉ đứng đó thôi sao? Sao chứ? Dây thần kinh của tôi đều bị căng ra hết. Không khí ở đồn cảnh sát rất là khó chịu. Mà mấy người ở đó hả, còn đối xử rất là thô lỗ với tôi nữa. Phải đó, hôm qua bọn họ cũng như vậy đối với tôi. Tôi cũng đã cố tỏ ra thân thiện với họ. Tôi hỏi là các người có theo dõi tôi hay không. Cô biết cô ta nói gì không? Cô không phải là đối tượng bị tình nghi. Gì chứ, tôi là người nổi tiếng trên mạng đó. Vậy còn nói gì được? Trên mạng có bao nhiêu người theo dõi tôi, nhưng mà lại không có ai là cảnh sát. Thật khó tin. Họ hoàn toàn không biết chút gì về tôi. Tôi cảm thấy suy sụp tới mức đầu óc cũng quay mòng mòng luôn. Chuyện gì vậy? Cảnh sát lại tới nữa sao? Những người khác ra ngoài hết đi. Bọn họ định bắt em luôn hay sao? Hay là muốn lục soát phòng của em? Phi Thi, không biết họ là gì. Tài xế của cô Sera, bạn của Đam La Khurajay. Tôi nói đã gặp anh ta. Tôi nhìn thấy anh ta rất nhiều lần khi anh ta đợi ngoài xe. Cho nên... Đây là lời khai của tài xế. Anh ta nói người đó đứng cạnh chiếc xe, không có lên hay là xuống xe, chỉ đứng ở đó thôi. Nhưng mà em không có tài xế, nên nhất định là anh ta đang nói dối. Nếu như anh ta nói dối thì sẽ nói thấy người đó lái xe. Em thấy chắc là anh coi nhiều phim trinh thám quá rồi đó. Vậy chúng ta thử cách khác đi. Được không? Suy nghĩ một chút. Anh biết là sẽ rất khó với em, nhưng mà không chừng chúng ta có thể tìm ra khuôn mặt của bóng ma đó. Cái người bị bắt tên là Chivan. Em có thấy ai nói chuyện hay đứng cạnh anh ta hay là không? Tụi em đâu có thèm nhìn tới bọn họ. Phải đó. Dù sao thì ở trường cũng có tới cả ngàn người. Tụi em chụp hình tự sướng thôi, chứ nhìn trái nhìn phải làm gì. Ở đó có ai đáng để nhìn hơn tụi em chứ? Chụp hình tự sướng. Điện thoại đâu, đưa anh coi thử đi. Để làm gì, cảnh sát đã coi qua rồi mà. Bớt cái miệng lại, đưa anh coi.
Gần đây ứng dụng chỉnh sửa hình ảnh của em bị lỗi, cho nên em không chụp được nhiều, chỉ có vài tấm. Em cũng có chụp mấy tấm, anh coi thử luôn đi. À, được, đưa đi. Cổ phiếu bị rớt giá thì sao chứ? Tất nhiên là vậy rồi, chẳng lẽ lại tăng sao? Đừng nói cổ phiếu nữa, nói chuyện chính đi. Hàng của chúng ta bị gửi trả, đối tác bên Ý đã từ chối nhận hàng. Vậy nghĩa là sao? Họ muốn gì hả? Đây là trò chơi sao? Sao bọn người Ý đó lại làm như vậy hả? Bọn họ đã nói là tạm ngừng thỏa thuận của chúng ta cho tới khi công ty chúng ta được minh oan. Luật sư đang xử lý chuyện này. Một đám cơ hội. Thưa ông, không chỉ là ở Ý, bên phía nước Đức. Aga Khorachai bị buộc tội buôn lậu ma túy. Các hợp đồng hợp tác đang bị tạm ngưng. Ông ấy có thể sẽ phải ngồi tù. Con trai ông ấy tới sở cảnh sát cùng với chị gái của người dẫn tuyển. Một đám cặn bã. Aga, 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 anh có thấy tin tức ở trên truyền hình hay không? Không thể để tin về trên lan truyền ra như vậy được. Chúng ta phải làm gì đó. Có lẽ chúng ta nên nói với luật sư để phản bác lại bọn họ. Tên của con chúng ta không thể đi cùng với chị gái của một tên buôn ma túy. Tên của bà nó thì sao, Senit? Em không thấy tên của ba nó bây giờ đã giấy bùng rồi hay sao? Há miệng ra đi. Thôi mà cậu nê đêm, cậu không ăn là sẽ bị bệnh đó. Cậu nê đêm mà, cậu đừng có buồn như vậy nữa mà. Họ đi rồi. Sau khi vấn đề của ông Aga được giải quyết, tôi sẽ nói với ông ấy tìm một y tá mới cho cậu. Cậu đừng buồn nữa. Rồi bà Senit cũng đang chăm sóc cho cậu rất tốt. Bà ấy sẽ không bao giờ làm hại cậu đâu. Còn có tôi đây nữa mà. Làm gì vậy hả? Tại sao cậu lại đi thang máy một mình nữa vậy? Như vậy không an toàn đâu. Nếu như mà cậu bị thương, chú của cậu sẽ rất tức giận và ông ấy sẽ không tha cho tôi đâu. Chú tôi ở đâu? Chặn miệng mấy tờ báo lá cải đó sao? Em đang nghĩ gì vậy hả Senit? Hiện bây giờ tên tuổi của anh và công ty đang bị người ta bôi nhọ đó. Cả danh tiếng của bản thân anh còn khó mà bảo vệ được, mà em còn lo tên của con trai em xuất hiện trên mấy tờ báo lá cải đó hay sao chứ? Hay lắm. Tất nhiên em cũng hiểu rất rõ những gì anh nói. Nhưng mà những gì em nói cũng là một phần trong vấn đề của anh. Tên tuổi con trai chúng ta bây giờ gắn liền với chị gái của kẻ vận chuyển ma túy đó. Anh sẽ xử lý thằng con không ra gì đó của em sao? Nhưng là sau khi anh lấy lại được danh tiếng cho gia đình mình. Aga, bây giờ muốn lập tức rửa sạch danh tiếng gia đình chúng ta,
Em cảm thấy có chút không khả thi. Nhưng nếu chỉ là đính chính lại chuyện của con trai chúng ta thì có lẽ... Anh không quan tâm tới mấy tờ báo lá cải đó. Anh muốn sự thật. Anh muốn có công lý. Anh muốn có câu trả lời. Chú ơi, Nedim, sao con lại... James bị đuổi. Là thêm ấy đuổi họ. Em gọi những người khác quay trở lại được chưa? Em đang làm móng tay giữa chừng đó. Sao nhiều như vậy? Một ngày em chụp bao nhiêu hình hả? Thì đây là nghề của em mà anh. Trong tấm này có một người nè. Em quen không? Không, em không quen. Em coi thử đi Đâm La. Cả cái tên cũng không phải là thật mà anh. Mặt mũi như thế nào thì làm sao biết được? Nếu cả tên cũng không biết thì làm sao mà chúng ta... Ơ? À? Sao? Đây có phải là Phê Thi hay không vậy? Phê Thi gì chứ, đây là Sahin. Sao anh ta lại có ở đây? Sao em lại bỏ qua tấm hình này được chứ? Sahin là ai? Một tên cặn bã. Là con trai quản lý an ninh cũ ở hộp đêm của Kerem. Con trai cựu quản lý an ninh ở hộp đêm của... Nói chung là em biết người này. Không, họ sẽ không dùng một người mà em biết để gây rối với chúng ta đâu. Em coi lại coi có đúng hay là không. Nhưng mà anh ta không biết là em biết anh ta. Lúc trước em đã từng bị bọn con gái mà anh ta chở tới chỗ Kerem lừa một lần rồi. Em không để cho anh ta biết em phát hiện ra đâu. Thím rất mừng khi nhìn thấy con đã tiến bộ được nhiều như vậy nay đêm. Nhưng mà hình như là con chưa tỉnh táo lắm. Con có hiểu không? Là thím. Thím đuổi họ. Chắc con chưa uống thuốc có đúng không? Thím nghĩ là con... Là thím. Thím đã đuổi họ. Đó là lời thằng bé đã nói. Bây giờ anh hỏi em lần cuối, tại sao cả gia đình của họ lại rời khỏi đây hả? Là mẹ đã đuổi họ đi. Cái gì? Chuyện đó để sau đi, bây giờ có chuyện quan trọng hơn. Đàm La. Ba, chuyện này thật sự rất là... Ba à. Đi theo anh. Gì vậy hả? Tự nhiên sao lại đi khai ra chuyện của mẹ như vậy chứ? Jane. Cấm. Cảm ơn em nhiều lắm. Anh đi đâu vậy? Không phải anh muốn nói chuyện với ba hay sao? Đúng vậy, là em. Em đuổi họ. Mọi người thì đều vô tội, chỉ em có tội, đúng không? Tại sao? Đó là bởi vì em không muốn để họ ở đây khi chồng của em bị người ta vu oan vì con trai của họ. Em không muốn nhìn thấy bọn họ lẩn quẩn trước mặt mình. Tất cả những người khác thì đều là người tốt hết, chỉ có em là người xấu thôi, đúng không?
Nói gì đi Aga, hãy nói là em có tội đi. Anh nói đi, nói là em không muốn nhìn thấy bọn họ nữa. Sao những gì mà bọn họ đã làm với chúng ta là không đúng, và em là người duy nhất có lỗi trong tất cả chuyện này. Em đã nói dối với anh. Chuyện đuổi họ không phải là vấn đề. Vấn đề là em đã nói dối với anh. Vợ anh, mẹ của các con anh, người ở bên anh suốt 25 năm nhưng lại nói dối với anh. Aga, ba, chuyện này là sao? Những người làm cha thường không muốn dựa dẫm vào con cái, nhưng đôi khi đó lại là chuyện cần thiết. Ba nói với cảnh sát trưởng vì nghi ngờ của con và chuyện xung đột của con. Ông ấy đã nghiêm túc tìm hiểu chuyện này. Con cũng biết người như chúng ta không có nhiều kiên nhẫn lắm, không cần giấy phép bắt người hay là lệnh gì đó, thẳng tay mà làm, không cần phí thời gian để làm gì. Tự chúng ta đi bắt hắn ta lại rồi giao cho bên cảnh sát là được. Vậy bây giờ thì sao? Bây giờ hai chúng ta chỉ cần tới văn phòng của cảnh sát trưởng để uống vài ly trà, sau đó thì đợi được minh oan. Chúng ta sẽ sớm biết ai mới là kẻ có tội. Đi với ba đi. Mẹ ơi, mẹ không vui sao? Bây giờ ba không sao nữa rồi. Con thật sự là không có nói cái gì cho anh Chen biết hết mà. Con cũng không biết từ đâu mà anh ấy biết được chuyện đó nữa. Với lại lúc nãy khi ba hỏi con, sao mẹ lại giận lây sang con chứ? Tôi hiểu. Chúng tôi sẽ đợi tới phiên tòa tiếp theo. Đó không phải là vấn đề. Khi nào tôi được gặp thằng bé? Bà có ngửi thấy mùi gì không mà? Chị nhìn em làm gì chứ? Có cái mùi gì đó rất hôi, chị không ngửi thấy hay sao? Lúc nãy con có gọi đồ ăn tới nhưng mà chưa có ăn, chỉ có mùi đồ ăn thôi. Chị đến. Tối qua tới giờ đã 3 lần rồi, nó sao vậy? Hay nó bị đau bao tử rồi? Mùi gì mà hôi vậy chứ? Bây giờ vẫn còn ngửi thấy. Jiren, con sao rồi? Con không sao hết. Đừng lo. Lại đây, để bà coi thử. Có vẻ con không bị sốt. Hay là bà gọi súp cho con nha. Hả? Con ăn không? Con không có sao mà. Chỉ cần ngủ một chút là sẽ không sao nữa. Được rồi bà nội. Ừ.
bình tĩnh lại. Phải chắc chắn. Bình tĩnh lại. Phải chắc chắn. Không biết là con bé bị cái gì nữa. Mong là không nghiêm trọng. Bà nói con đó hả? Làm gì có chứ. Bà nói con làm gì. Được rồi, tôi sẽ đợi điện thoại của ông. Luật sư nói sao hả mẹ? Còn nói gì nữa, toàn mấy lời sáo rỗng. Ông ta còn không thể giúp mẹ gặp em của con. Jiren bị sao vậy? Mẹ cũng không biết nó bị gì. Nó nôn mửa từ tối qua tới giờ. Mẹ nghĩ chắc nó bị trúng gió rồi. Con bé này ở trong khách sạn 5 sao mà cũng đổ bệnh được. Nếu cứ nghe theo lời chị em rê, bốn người chúng ta nhét chung vào một căn phòng, không biết con bé sẽ phải ra sao nữa. Vậy bà muốn sao hả? Bà nói thử xem, đi đâu đây hả? Quay về biệt thự cũng được. Đâu có chuyện gì là không thể. Cuộc sống mà, có rất nhiều điều bất ngờ. Đâu ai biết tiếp theo sẽ có chuyện gì. Nó khỏe lại rồi. Em cần phải tới tiệm thuốc một chuyến mới khỏe được. Con về ngay. Con khoan đi đã. Đợi rời khỏi đây rồi đi. Khi nào mới đi chứ? Vậy câu hỏi quan trọng hơn là chúng ta sẽ đi đâu? Đợi ở đây cũng vô ích mà thôi. Rõ ràng anh ta làm những chuyện này chỉ để tự cứu bản thân mình. Anh ta sẽ không giúp Chi Van đâu. Không nên ở lại đây thêm nữa. Chị cảm thấy là ở đây lâu thì chúng ta... Tại ông mà con trai của tôi